Chào em trai. Dạ, chào anh. Em có thể giới thiệu em tên gì? Em là Lê Tân Sang, sinh năm 92. Sang là quê ở đâu đấy? Ở Bạc Liêu. Hôm nay em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Bình Dương giúp em gì đấy? Dạ, tìm em trai. Tìm em của em hả? Dạ. Em của em họ tên đầy đủ là gì? Lê Thanh Tuấn, sinh năm 1997. 1997? Dạ. 27 tuổi hả? 97, nay 28 tuổi. Em của em sao mà vợ em phải đi tìm? Dạ, nói mẹ là nói con về quê không được, em sợ, nói là con sợ về quê không được gì đó. Rồi sau này là xin mẹ 1,5 triệu. Nó đi đi làm, mà đi làm từ đó là từ một ngày 2 tháng 5 là cắt đứt luôn, không liên lạc được tới giờ. Từ ngày mùng 2 tháng 5 dạ. Năm nay đúng không? Dạ. 2024 đúng không? Dạ. Mà hiện tại hôm nay là ngày 8 tháng 9 rồi. Yeah. Vậy là 4 tháng trời rồi hả? Dạ. Yeah. Là liên lạc không được luôn. Cái lúc đó là sao em kể lại chứ? Đó là nói chuyện với mẹ. Còn nói chuyện với em là xin em là 3,5 triệu. Ừ. Dạ, không biết làm những gì không biết nữa. Là giải 3,5 triệu. Là nó có nhiều đó, em cũng có nhiều đó. Rồi xong cái em liên lạc không được luôn. Cái thời điểm đó là em của em làm ở đâu? Ở bên quận 12. Em có làm ở đấy cùng không? Dạ không, em làm ở dưới địa phương như này. Em làm ở Bình Dương hả? Dạ. Còn em trai em làm ở Sài Gòn. Dạ. Em trai em có gia đình chưa? Dạ chưa. Có bạn gái chưa? Trước là có, bây giờ cũng thôi vậy em. Ở trên Sài Gòn đó, em trai em ở một mình hay ở với ai? Ở một mình. Ở trọ. Dạ. Mà em biết nó cô ở bạn em biết ở chỗ nào nữa. Không biết ở chỗ nào luôn hả? Dạ, đúng rồi. Ủa anh em không có có đi chơi thăm nhau hả? Dạ không, từ hồi lên làm tới giờ là bên khu Sài Gòn luôn rồi. Em trai của em lên Sài Gòn làm được bao nhiêu năm rồi em? Dạ mới lên hồi hôm Tết, từ tháng 2 tới giờ. Làm công việc gì em có biết không? Công ty Bùn Diêu gì đó. Vậy là tới tháng 5, từ Tết tới tháng 5. Dạ. Thì như câu chuyện em vừa chia sẻ là em của em là sinh em 3,5 triệu hả? Dạ sinh 3,5 triệu. Để làm gì? Em không biết làm gì, em hỏi đi làm gì, nó cho thì cho, có không cho để nói chi. À, tức là không có nói lý do. Dạ. Xin anh nhưng mà anh cho thì cho, không cho thì thôi. Dạ. Đúng không ạ? Rồi em cho, rồi sau này xin mẹ 1,5 triệu đi làm. Nói đi làm gì đó, là xin 1,5 triệu đó là mẹ nói là cái đó giờ là mẹ không liên lạc được nữa. Vậy là xin, tiếp tục xin mẹ 1,5 triệu nữa. Dạ. Là đi làm gì đó. Tính tình của em trai nhà mình như thế nào? Rất là hiền anh. Hiền cũng ngoan không? Dạ hiền hơn em đó mà. Hiền em. Hiền hơn em nữa hả? Dạ. Em được mấy anh chị em? Dạ 4 người. Em là con thứ mấy đây? Con thứ 2. Em là đầu hả? Dạ. Còn em đây là con thứ mấy? Dạ có thằng có em là em út rồi. À em trai này là út. Dạ. Vậy là trong quá trình 4 tháng trời là gia đình nhà mình không có liên lạc với lại em trai này. Dạ đúng rồi. Gia đình nhà mình đang sợ điều gì đấy? Dạ sợ nó mất, mong đi cho nó quay về, cha mẹ thì cũng lo quá trời. Cha mẹ em là thời gian vừa qua có đi tìm con không? Dạ có, anh báo trên xã rồi cũng mang điện qua cho nó rộng lớn quá tìm gặp gì. Nó việc nhỏ thì còn tìm được, còn gì lớn rộng lớn quá tìm được. Nhờ các anh gì. Bây giờ là bản thân em đang nghi ngờ lần này em trai nhà mình đi mà không có lý do như vậy là vì điều gì? Mình đang sợ điều gì? Em sợ là điều gì? Thứ nhất là ngủ nó đi làm sao mà bắt nó đi làm này nọ gì em không được anh. Em sợ sang cam không? Dạ em sợ. Em có xem những video mà báo chí đăng tải về việc nhẹ lương cao chưa? Dạ chưa anh. Chưa xem hả? Dạ. Chứ thường thường em hay xem gì? Em nên là ít có xem, chỉ xem ba cái tin hài này nọ thôi. Xem cái vui thôi đúng không? Dạ. Còn những cái mà tin tức hoặc là những cái mà sự kiện này kia mình ít xem đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ em phải nói một cái điều gì đó với em trai của mình, hy vọng em trai của mình xem được video này sớm quay trở về. Dạ, nếu em trai gặp em nhìn em thấy là mong là em trai nhìn cha mẹ giờ cũng nhớ lắm rồi. Cũng giờ cũng ốm nữa, lo rồi, mong trai sớm quay về với gia đình.
Trong thời gian vừa qua, rất nhiều trang truyền thông báo chí đăng tải, cũng như anh em Bảo hiểm xã hội Thanh Hải Bình Dương đã đăng tải rất nhiều về sự việc bị lừa bán quả cam, và đặc biệt rằng là cũng có tuyên truyền những cái chiêu trò của bọn chúng lừa đảo, đánh vào lòng tham, đánh vào tâm lý các bạn trẻ để các bạn trẻ sập bẫy. Nhưng mà tới giờ phút này em nhà mình 4 tháng trời chưa có thông tin tin tức gì, thì cái tình huống có thể xảy ra là cũng em trai nhà mình cũng có thể nằm trong những cái danh sách mà bị sập bẫy của bọn chúng. Cái này là anh khả nghi thôi chứ anh không có khẳng định là em trai nhà mình bị lừa. Trước giờ là em trai nhà mình đi là có thường xuyên liên hệ về với gia đình không? Dạ không ạ. Mẹ thì lâu lâu thì một ngày nào cũng điện cho em, điện nói đi làm về thôi, đi làm rồi về nhà ngủ thôi. Có bao giờ có cái chuyện mà mấy tháng trời mà không liên lạc về với gia đình không? Ngày trước á? Ngày trước là điều nhiều á. Mẹ là từ ngày nào là đi làm cũng như gặp điện luôn. Từ ngày 2 tháng 5 tới giờ là không liên lạc được luôn, cắt luôn. Vậy là gia đình thấy một cái điều bất thường. Dạ. Trước đó gia đình nhà mình có xảy ra chuyện gì không? Dạ không, bình thường. Cái thời điểm mà em trai nhà mình xin tiền em á, cũng như xin tiền mẹ á, là cả gia đình có ai la dày gì không? Dạ không. Tức là vẫn cho ha? Dạ. Nếu mà như vậy thì không có lý do gì mà lại không liên hệ với gia đình, mà lại gia đình lại không gọi được. Chắc chắn phải gặp một cái chuyện gì đó rồi. Có khi nào là em trai mình đầu tư làm đa cấp không? Dạ không, mẹ nói là con có thiếu nợ nặng gì không? Nói là con thầy với mẹ là con không thiếu nợ nặng gì ai trên á. Con muốn về mà về, con cũng sợ, con dám về. Thôi, sợ không dám về là sao ta? Dạ. Tự dưng lại nói con sợ không dám về á? Dạ, nói cha nói là nhà mình ở để sợ gì con. Nói con không dám vậy đó. Rồi xong rồi. Từ đó là tới ngày 2 tháng 5 nó gặp mất tích luôn đấy. Em trai nhà mình có ăn chơi không? Dạ không anh, lâu lâu đi quán xá cà phê đọc báo với bạn bè thôi. Nhậu nhẹt không? Dạ, nhậu nhẹt thì cũng ít lắm. Có đam mê đỏ đen không? Không. Tài xỉu có không? Không, em ở thích chơi. Nhớ đây là thiếu nợ gì? Lúc trước là có một băng gì đó là chuyển vô tài khoản là 30 triệu. Xong cái không nó rút lại. Chỉ có tài khoản của em mình? Dạ, 30 triệu. Em mình kể với mình hả? Dạ bạn. Bạn của em mình. À. Dạ. Chuyển nhầm hả? Dạ, không biết chuyển nhầm như thế nào em không rành nữa. Do chuyển vô tài khoản vô em là 30 triệu. Xong cái hồi cái tài khoản đó là biến mất. Nói với em con là chiếm đoạt tài sản lừa đảo. Nội dung trong cái tài khoản đó hả? Người ta nói với là với em kem đó. À. À, con bạn của em là em con này hỏi kể tình trạng gì đó. Rồi cái sự việc của em thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng sức đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để hy vọng một người gần nhất tìm được cái thông tin của em trai của em, để giúp em trai của em sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, hoặc là đang làm ở đâu đó thì cũng phải gọi điện về báo tin để cho gia đình đỡ lo lắng. Đặc biệt là ba mẹ em ha. Hôm nay em về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm em trai. Em có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm em trai mình không? Cuối video thì anh không biết nói gì hơn, thì chúc cho em cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt em trai em sớm quay trở về một ngày gần nhất nhé. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình thì cô chú anh chị gọi về cho anh em theo số điện thoại 0913785858 hoặc là số điện thoại anh em ghi trên màn hình để anh em giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Rồi chào em trai, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.